Thái Lan phát 4,4 tỷ đô la Mỹ tiền mặt cho người dân từ ngày 25 tháng 9. Nội các Thái Lan phê duyệt kế hoạch giải ngân tiền mặt tổng trị giá 145,6 tỷ bạc, 4,4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ hàng triệu người nghèo, giúp kích thích nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Thái Lan sẽ bắt đầu chuyển 10,000 bạc, hơn 300 đô la Mỹ cho mỗi người dân từ ngày 25 tháng 9. Theo Bloomberg, chính phủ Thái Lan sẽ bắt đầu chuyển 10.000 bạc, hơn 300 đô la Mỹ cho mỗi người dân trong diện được thụ hưởng từ ngày 25 tháng 9. Đây là thông tin được Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunyaviva cho biết trong một cuộc họp báo. Hiện danh sách người dân trong diện thụ hưởng là 12,4 triệu người sở hữu thẻ phúc lợi do nhà nước cấp và 2,15 triệu người khuyết tật, ông Pichai Chunyaviva cho biết. Gói kích thích này là trọng tâm trong nỗ lực của tân thủ tướng Pattonkat Shinawatra nhằm phục hồi nền kinh tế Thái Lan. Suốt thập kỷ qua, kinh tế nước này chỉ tăng trưởng trung bình khoảng 2% năm, chưa bằng một nửa tốc độ của nước láng giềng Indonesia. Tân thủ tướng Pattonkat Shinawatra hiện phải đối mặt với thách thức khi cần thúc đẩy tăng trưởng một nền kinh tế đang bị kìm hãm bởi nợ hộ gia đình gần chạm mức kỷ lục. Dòng sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào và hàng xuất khẩu suy yếu. Trong bối cảnh này, khoản trợ cấp tiền mặt được xem như một y liều thuốc kích thích cấp bách cho nền kinh tế Thái Lan. Dự kiến giúp nâng mức tăng trưởng kinh tế của Thái Lan lên thêm 0,35 điểm phần trăm trong năm nay.